Ủa bà. Hả? Bác. Biểu mày. Chào bà đấy. Ủa ba nè. Ủa ba hả? Hả? Mày coi ba mày là cái gì hả? Ủa hả? Tao quánh cho cái tội mày mất dạy nè. Hả? Sao ba đánh con? Hả? Tao đánh mày vì mày mất dạy, mày biết chưa? Hả? Tao đổ tiền cho mày ăn học, mày không chịu ăn học, còn ham lưu lỏng, đi ăn chơi vậy là sao? Hả? Ba. Là sao? Ba làm cái gì vậy? Ba bình tĩnh nghe con nói đã. Hả? Phải có điều gì con mới không học chứ. Mày nói cái gì? Giải thích hả? Đứng im đó. Mày không có ăn học, mày chỉ biết ăn chơi thôi. Mày muốn cho ba mày tức chết phải không? Vậy là sao hả? Ba, đứng im. Ba, tại sao ba không hiểu cho tâm tư nguyện vọng của con mà lúc nào ba cũng bắt ép con theo nguyện vọng của ba hết vậy? Ép con hả? Trời ơi là trời, ba chỉ muốn con ăn học đàng hoàng để sau này trở thành người tốt, người có ích cho gia đình. Ba ép con cái gì hả? Con cảm ơn ba vì ba đã quan tâm tới con. Ba cũng vì cái danh dự của ba nên ba mới ép con theo cái ngành quản trị doanh nghiệp của ba. Con không hề mong muốn, con không hề thích, ba hiểu không? Mà con đã không thích làm sao con học vô được? Học bao nhiêu cũng như nước đổ đầu dịch hết đó ba. Học mà cứ đi thi lại hoài à, rồi rớt tới rớt lui, làm sao mà con có hứng thú được? Mày giỏi quá ha. Bây giờ đứng làm phiên tòa phán xét ba mày phải không? Nè, bây giờ nha, ba cho con cơ hội cuối cùng nha. Con quay lại trường học. Nếu năm nay thi không đậu, năm sau thi lại. Năm sau thi không đậu, năm tới thi lại. Miễn làm sao con lấy được cái bằng quản trị kinh doanh đưa cho ba. Ba chu cấp, ba đưa tiền cho con xài. Còn nếu không á, ba cắt hết mọi chu cấp cho con. Con hiểu chưa? Nhưng mà con không thích, làm sao con học vô được? Giỏi. Mày giỏi quá ha. Được, để ba mày chóng mắt coi, thử coi mày giỏi tới chừng nào. Ba mày nói kể cả mẹ con cũng không được chu cấp đồng nào cho con. Ba. Nè, rồi mày xem đi, lấy tiền nào đi ăn xài, đi chơi. Chỉ còn một con đường duy nhất thôi, ăn học. Con sẽ tự lo cho bản thân của con. Cảm ơn ba đã quan tâm tới con.